Cách đây khoảng hơn 50 năm, có một căn nhà tại một thị trấn nhỏ bé ở xứ Tây Ban Nha bỗng trở nên nổi tiếng, thu hút những người hiếu kỳ từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm. Không phải vì ở đó là nơi ở của một người nổi tiếng nào đấy, cũng không phải vì đó là một địa điểm vui chơi mới được các tập đoàn lớn rót tiền vào quảng bá và đầu tư. Nó trở nên như vậy khi bất ngờ xuất hiện hàng loạt hình ảnh gương mặt người thoát ẩn thoát hiện trên sàn bếp mà không thể lý giải. Khi Maria Gomez Pereira, người dân thị trấn Belmes, Tây Ban Nha phát hiện ra những vết ố bẩn trên nền nhà bếp vào một ngày tháng 8 năm 1971, bà không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành trung tâm của một trong những sự việc huyền bí được ghi chép chi tiết tỉ mỉ nhất trong thế kỷ 20. Người ta thường biết đến hiện tượng này với cái tên những gương mặt ma quái ở làng Belmes. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spiderroom.com bởi tác giả Thế Giới Thần Thoại. Hãy đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào, các vết ố bẩn theo thời gian bắt đầu phát triển lớn dần lên, tạo thành những gương mặt người. Khi mặt người hình thành, nó được cho là đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Quá sợ hãi trước những sự việc chưa bao giờ nhìn thấy trong đời, bà Maria đã cố gắng xóa sạch vết ố bằng cách ra sức kỳ cọ, nhưng mọi nỗ lực của bà đều không thành công. Bà Maria phải nhờ chồng, ông Juan và cậu con trai Miguel giúp đỡ. Giải pháp ông Juan đưa ra là thay thế toàn bộ sàn nhà mới. Trong khoảng một tuần, mọi chuyện có vẻ như đã quay trở lại bình thường. Song cả gia đình lại được một phen hốt hoảng bởi vì mặt người lại xuất hiện lại. Nhà Pereira vẫn luôn muốn loại bỏ những vết ố bẩn hình mặt người này mãi mãi. Bằng một cách nào đó, những lời đồn thổi về sự việc kỳ lạ xảy ra ở nhà họ lại nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng cư dân ở thị trấn. Khi thị trưởng biết chuyện, ông kiên quyết giữ những vết ố hình mặt người lại. Họ cẩn thận di rời nó để nghiên cứu nghiêm túc. Gia đình Pereira yêu cầu hội đồng địa phương phải trợ giúp hết sức có thể. Có người kể rằng các chuyên gia khảo sát khi tới nhà của gia đình Pereira quyết định khai quật được hiện lên ngay lập tức. Lúc bấy giờ, đây được cho là phương pháp tốt nhất và duy nhất để tìm hiểu xem vì sao gương mặt không thể bị xóa và liên tục xuất hiện trở lại. Mất không quá nhiều thời gian để những người thợ tìm ra manh mối đầu tiên. Chôn dưới nền nhà căn bếp khoảng 3 mét là những bộ xương người, một số bộ xương không còn đầu. Trước khi các nhà chức trách di rời các bộ xương tới một nghĩa trang công giáo, họ tiến hành kiểm tra, phân tích và xác định chúng có niên đại vào khoảng 700 năm. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhiều khả năng đây là một hố chôn tập thể các phạm nhân bị tử hình. Và thế là bếp của gia đình Pereira lại được đổ bê tông và xây sàn mới. Hội đồng địa phương và nhà Pereira đều yên tâm rằng mọi chuyện bất thường đều đã qua. Nhưng vài tuần sau, những gương mặt khác lại xuất hiện, khác hẳn so với những gương mặt trước đây. Sự việc này không giống với lần trước. Thay vì một gương mặt xuất hiện và không thể thấy xóa, hàng loạt gương mặt mới thay nhau xuất hiện trên sàn. Chúng ẩn hiện liên tục, đôi lúc chỉ cách nhau vài giờ. Trong số những gương mặt hiện lên còn có cả phụ nữ và trẻ em với biểu cảm và màu sắc vô cùng đa dạng. Nhiều nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị đặc biệt để ghi lại xung động âm thanh bên trong căn phòng. Và kết quả, họ nghe thấy những âm thanh ma quái mà theo những người duy tâm, chúng chỉ có thể đến từ địa ngục. Lời đồn thổi tiếp tục lan truyền và không chỉ dừng lại ở trong khuôn viên thị trấn. Các bản tin về những gương mặt ma quái ở Belmes được phát sóng trên khắp Tây Ban Nha và cả ở quốc tế. Tin tức lan nhanh tới Đức, đến tai nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng, giáo sư Hans Bender. Chính ông Bender là người đã khẳng định rằng sự việc tại thị trấn Belmes là một trong những hiện tượng nổi bật nhất của thế kỷ. Ngay từ đầu, tất cả những gì gia đình Pereira mong muốn là thoát khỏi những gương mặt kỳ dị đã chiếm lấy cuộc sống của họ và toàn thị trấn Belmes này. Nay, họ bị ép phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng mới, sự hiếu kỳ. Khách viếng thăm lũ lượt kéo tới nhà Pereira để thỏa mãn trí tò mò. Tất cả sinh viên, học sinh, nhà nghiên cứu, mục sư hay kể cả là nhà báo, cảnh sát đều nghi hoặc và muốn tự mình nhìn thấy hiện tượng không thể lý giải. Một cuộc điều tra quy mô nhanh chóng được phát động. Các mẫu bê tông dùng để đổ sàn được thu thập và được gửi tới viện nghiên cứu để tiến hành phân tích và thẩm định. Phần còn lại được chụp ảnh và niêm phong. Cuối cùng, cánh cửa bếp cùng các cửa sổ cũng bị bịt kín bằng sáp. Một đài truyền hình Đức ghi lại tất cả những biện pháp phòng ngừa này dưới sự chứng kiến của người dân địa phương. Khi đã chắc chắn rằng không ai có thể tự làm xáo trộn được hiện tượng, họ không động tới căn bếp trong đúng 3 tháng. Lúc nhà chức trách chính thức tháo bỏ niêm phong, những khuôn mặt Belmes đã thực sự di chuyển và biến đổi.
Hiện tượng bí ẩn không thể lý giải xảy ra tại gia đình Pereira đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Hàng loạt cuộc thí nghiệm để kiểm chứng sự việc kỳ lạ được thực hiện. Một số bài kiểm tra không thể đưa ra kết luận, trong khi số khác chỉ đưa ra rằng không có dấu vết sơn nào ở trên sàn nhà, chứng tỏ rằng những gương mặt hiện lên này là hoàn toàn tự nhiên. Đến nay, mọi giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới hình ảnh các gương mặt xuất hiện ở trên nền nhà vẫn đang được xem xét. Một nhóm các nhà khoa học cho rằng đây thực chất là một hiện tượng ngẫu nhiên, xảy ra do sự kết hợp giữa các chất hóa học ở trong nhà bếp. Số khác lại nghi ngờ bà Maria Gomez Pereira, chủ nhân của căn bếp, có một năng lực ngoại cảm đặc biệt và đây chính là chất xúc tác cho những hiện tượng kỳ lạ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng rất nhiều biểu cảm trên những gương mặt trùng hợp với cả cảm xúc của bà Maria khi chúng xuất hiện. Bên cạnh đó, có bằng chứng cho thấy rằng dường như các gương mặt chỉ xuất hiện khi bà Maria ở nhà. Nếu bà đi vắng, hiện tượng sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 3 năm 2004, bà Maria Pereira qua đời, những gương mặt vẫn tiếp tục xuất hiện ở trên sàn bếp. Và cứ như thế đến tận bây giờ, bí ẩn những gương mặt ma quái Belmes vẫn là thách thức lớn đối với cả thế giới. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!